thì nó đứng không biết. Dạ mà thằng này cái mặt nó nhăn như khỉ á. Nó nhăn như con mèo không? Không. Hơi bị ngọt từ từ. Ủa mấy chị nó sửng như thế này. Lớp đầu. Hả? Thôi ngọt liệt. Đồ rụp ngọt liệt. Chị bỏ rác vô đây luôn hả? Không, rụp ra ngoài. Chị dục rồi mà toàn lấy gọt xoài tí xíu. Ủa sao mưa nó rớt vô đây vậy? Có đâu, bưng có phở lên bay. Biết bao lần mình dối nhau ngỡ như không còn tìm nhau, lại ngần ngơ đến về mong nhớ nhiều thêm. Và anh biết anh yêu em.